chuyện tình báo Mời các bạn tiếp tục đón nghe Phần 9 Tiểu thuyết phản gián của tác giả Nhà văn võ khắc nghiêm Cuộc đấu trí 12 năm Những ngày cuối năm Là những ngày hết sức nặng nề Đối với Phan Chiêm bởi vì rất tình cờ Lúc đi ngoài Anh nhắc trông thấy người ta giải hòa đi Ở cuối dãy nhà bên kia đường Anh lần theo hành lang Nhìn thấy rõ Trần Tuân đang ngồi hỏi cung hòa Lòng quặn đau Các phiên liên lạc tiếp theo Mặc dù ban chuyên án Vẫn ra giả trách trung tâm Không cho tiếp tế Và cố tình đưa tin gió lốc ở Thanh Hóa Có thuyền bị đắm Đài P8M không lên tiếng Cho đến đêm 30 Tết là phiên liên lạc cuối cùng của năm con trâu bàn truyền án không dục tiếp tế nữa bà điện chúc mừng tổng bộ và nhờ tổng bộ chuyển lời chúc mừng năm mới đến ngô tổng thống hứa hẹn tuyệt đối trung thành và cố gắng vượt qua nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ hạ long vui mừng báo tin đã lôi kéo được một trung úy hải quân tên là đức bạn học cũ ở hải phòng cung cấp những tin rất quan trọng rất cần có máy ảnh và máy ghi âm loại nhỏ cho Đức hoạt động. Nếu trung tâm đồng ý, xin cho biết sớm để báo cáo chi tiết vào một phiên phụ vào mùng 2 Tết. Lập tức, đài p 8 mở lên tiếng. Giọng Diễm Ly nghe rất ngọt ngào, dù bi lẹ yếu. Loa radio rất rẻ. Năm mới, chúc Hạ Long mạnh giỏi. Sau Tết sẽ có tiếp tế. Đồng ý phiên liên lạc phụ lúc 14 giờ ngày mùng 2 Tết. Kết thúc phiên liên lạc, Phan Trêm tốt lên. Các ông giỏi thật Nguyễn Nhân cười Tất nhiên nhờ sự thành khẩn của anh Thì mới đem lại kết quả Nào ta ra xe đi Tôi đưa anh về nhà Phòng đã chuẩn bị cho Phan Chiêm năm chiếc bánh trưng hai chai rượu chanh hai hộp mứt Và hai bánh pháo Cùng 100 đồng Điều đó khiến Phan Chiêm vơi đi nỗi buồn và ấm ức Tuy nhiên Sở chỉ cho phép anh được ở nhà đến 4 giờ sáng Để đảm bảo bí mật hôm qua vừa có biêu tiếp của chiêm đã kiếm được chân thư ký ở phú nhuận sau khi phan chiêm tắc hương lên bàn thờ cho bố anh mời nguyễn nhân cùng uống rượu đón giao thừa với mẹ và các em nhân yêu cầu gia đình phải hết sức bí mật có như vậy cơ quan mới lo việc làm cho đạt và na na cảm ơn nhân cô nói em chỉ biết làm ruộng chăm sóc mẹ già em không mong gì hơn dưới ánh đèn dầu Nhân nhận ra đôi mắt đen to và sâu của Na Nhìn chằm chặp vào anh Bà Tam thì xúc động Nói không nên lời Bà ép Văn Chiêm Phải sang thăm vợ con Và thắp hương cho bố mẹ vợ Nhân cũng cố thuyết phục Nhưng anh ta lắc đầu Nhất quyết không nghe Thôi Để mai con Na nó mang bánh Mứt và pháo Vùng 50 đồng sang cho họ Mẹ cũng không việc gì phải sang đâu Nhà này không có loại con dâu vu vạ chửi rủa bố mẹ chồng Đêm giao thừa trôi đi rất nhanh Bà Tam hiểu rằng công an xử sự, sự như thế này Cũng là quý lắm rồi Suốt mấy tháng qua Bà cứ thấp thỏm lo lắng cho Phan Chiêm Bây giờ thì bà đã thực sự yên tâm Tuy vẫn còn phải mang tiếng với làng xóm Là có con trai đang đi theo giặc Nhưng rồi sau này Bà tin công an sẽ minh oan cho Phan Chiêm bà động viên con và cảm ơn nguyễn nhân đã đến với gia đình bà tạo cho gia đình bà một cái tết ấm no hạnh phúc trên đường trở về phan chiêm hỏi thăm hoàn cảnh gia đình nhân thái độ chân tình và tinh thần tận tụy với công việc của nhân đã chinh phục phan chiêm anh cảm thấy ấm lòng muốn được tâm sự vì tôi và anh mất một đêm giao thừa chắc mẹ và vợ anh mong lắm anh có yêu vợ không Yêu chứ Cứ nhắm mắt lại là tôi hình dung ra gương mặt Và mùi lá xả trên mái tóc của cô ấy Đó là một phụ nữ vô cùng tốt Rất đảm đương Thẳng thắn, giàu tình cảm Và không hám tiền bạc Chắc chị Nhữ đẹp lắm nhỉ Không đẹp Nhưng có duyên và lao động giỏi Bây giờ chị ấy công tác ở đâu anh Đang làm cô giữ trẻ Thế thì nuôi con giỏi lắm đây Tôi rất muốn mời anh về nhà tôi ăn Tết được thế thì còn gì bằng Phan Chiêm vui vẻ hẳn lên Nhưng chỉ sợ Tôi sẽ xin phép giám đốc Ở cầm phả Không ai quen biết anh Và anh có thể cải trang Thành một ngư dân của huyện đảo Dạ anh ngâm đen Mọi người chắc tin ngay Bọn đỗ bá phán Cũng dạy cho tôi các phương pháp cải trang Kể cả cách đeo thêm dâu Thêm kính trắng Vào để tạo nên những vết sẹo ở trên má Trông khác hẳn. Nhưng trước khi đến xin phép giám đốc, tôi muốn anh hỏi điều này. Anh cần phải nói thật. Có phải anh biết chúng tôi đã nhận được tiếp tế nên bực tức, cố tình cài khóa mất an ninh vào bức điện nào đó không? Không phải là tôi cài khóa mất an ninh mà tôi cố tình mở sai tần số nên không nhận được tín hiệu của tổng đài. Anh giải thích rõ hơn đi. Phan Chiêm cười có một chi tiết nhỏ Tôi quên không nói để các anh biết rằng P8M có hai tần số Trong trường hợp tổng đài có nghi vấn không liên lạc bằng tần số thứ nhất thì phải chuyển sang tần số thứ hai ở phiên sau Vì các anh định loại tôi khỏi chuyện án này Các anh đã nhận hàng lại bắt cả đoàn thủy thủ tiếp tế và không cho tôi biết nên tôi cố tình bỏ liên lạc Cũng may là các anh kiên trì phát vào và đêm nay tỏ ra biết điều Nên tôi đã tự giác tay tần số để liên lạc Nguyễn Nhân cười Anh lau cá lắm Chúng tôi còn biết Chính anh đã tống vào tuyếp xe đạp của anh chàng ọn ẻn Cả lọ muối đúng không? ô oh, Tại cái thằng ái nam ái nữ Suốt ngày chọc tức tôi Điền quá Tôi chẳng có cách gì trị được hắn Nên sẵn có lọ muối Tôi lật yên xe, dốc vào Chiều qua hắn dắt xe Buộc đồ đạc về quê ăn Tết Còn vẻo môi trêu tôi Đến khi ngồi trên xe không đạp được Tôi cười ngặt ngẽo Hắn điền lắm Nhưng chẳng hiểu vì sao Đành phải dắt bộ xuống Hà Lầm Để lau dầu Thực ra Nguyễn Nhân không tán thành Loại phan chiêm ra khỏi vụ này Nhưng anh sợ bị cấp trên chê Là tiểu tư sản Là hữu khuynh Nên không dám phát biểu Mãi đến khi Thứ trưởng Nguyễn Tình xuống rút kinh nghiệm, việc bắt đầu tiếp tế của địch không phê phán sở nóng vội, mới dám bày tỏ quan điểm của mình. Đúng như Thứ trưởng nhận xét, rất có thể Phan Chiêm đã chơi khăm chúng ta và ông lưu ý, Nguyễn Hoàng Lê, Trần Tuân, nếu thay điện báo viên tuyên truyền, án này sẽ hỏng luôn. Bộ muốn mở rộng chuyện án này với những mục tiêu lớn hơn để không giải phóng miền Nam đánh địch mà còn nắm thêm những ý đồ chiến lược của chúng trong việc tung biệt kích, gián điệp đánh nhà miền Bắc. Vì thế, Thứ trưởng Nguyễn Tình và chỉ đạo cho ban chuyên án phải đối xử thân ái đối với Phan Chiêm. Tiếp tục đã thông tư tưởng và thực sự tin cậy anh ta. Kết quả thu được trong chuyến đi tiếp tế đầu tiên gồm có một thuyền lắp máy công suất lớn còn mới một cano cao su tốc độ cao một súng tiểu liên Mỹ có giảm thanh và 35 hòm hàng hóa, lương thực, điện đài giấy căn cước giả và các đồ của 10 nhân viên đoàn thủy thủ Đây là một thắng lợi lớn của công an Hồng Quảng nhưng cũng phải cần ghi nhận sự đóng góp của Phan Chiêm nên anh ta có phần thưởng cho anh ta xứng đáng Chính nhờ nhận định sáng suốt của Thứ trưởng Nguyễn Tỉnh và lòng nhân ái của giám đốc Nguyễn Hoàng Lê. Phan Chiêm đã được về thăm nhà đêm giao thừa với quà Tết và tiền thưởng như cán bộ chiến sĩ đã tham gia chuyển án. Nguyễn Nhân cho xe chạy thẳng đến nhà giám đốc sở. Anh hơi ái ngại vì phải sông đất quá sớm. Nhưng kết quả của phiên liên lạc đêm qua và những tú nhận của Phan Chiêm khiến anh mạnh bạo gõ cửa nhà Nguyễn Hoàng Lê. Đêm qua chắc ông cũng rất vui vì có nhiều người đến chúc tụng sắc pháo đỏ hồng đầy sân nhà vừa mở cửa nhận ra nguyễn nhân ông ôm chầm lấy anh tưởng ai hóa ra cậu sông đất tuyệt quá nguyễn nhân trao cho ông bức điện của đài p 8 m và nói rõ bí mật của phan chiêm đã tiết lộ rồi ngỏ ý xin phép cho phan chiêm về nhà mình ăn tết chiều mùng 2 sẽ lên làm viên liên lạc phụ anh ta ngồi ngoài xe à? dạ vâng nếu thủ trưởng đồng ý em sẽ cho cải trang thành ngư dân vùng nguyện đảo là cậu họ của vợ em mình đồng ý nhưng phải tuyệt đối bí mật đấy đảm bảo an toàn đấy nhé dạ vâng chúc thủ trưởng năm mới an khang thịnh vượng nguyễn nhân định quay ra nguyễn hoàng lê gọi lại quan đã cậu bảo anh ta vào đây làm chén rượu mình muốn trò chuyện một chút thế là phan chiêm nguyễn nhân trở thành khách quý đầu xuân mới được giám đốc sở tiết rượu mau đài và hút thuốc lá đại tiền môn sau vài câu động viên nguyễn hoàng lê hỏi tặng phan chiêm tiện đây mình hỏi thật theo cậu thì bọn địch đã tin mình chưa tôi nghĩ là chúng đã tin thật cậu thử lý giải xem nào tôi cho rằng cũng có thể chúng nghi ngờ phần nào đó nhưng vì thiếu điều kiện kiểm tra lại mắc bệnh tích nổi phòng thành tích với thượng cấp để moi kinh phí nhất là đối với người Mỹ đang rất cần thông tin, cần mang lưới điệp viên trong lòng đối phương. Họ tỏ ra rất hào phóng. Sau nữa, phải kể đến vai trò của Diễm Ly và của Thanh Ngọc, mà bây giờ tôi có thể đoán chắc là Bích Thảo, cháu của ông đó. Diễm Ly rất có uy tín với Phán và Trần Kim Tuyến, còn Thanh Ngọc rất được lòng Miller. Nguyễn Hoàng Lê không bình luận gì, ông rót thêm rượu và mỉm cười. Thôi, Chúc cho mùa xuân này Chúng ta có nhiều thắng lợi mới Khi ra xe Nguyễn Nhân hít vào vai chiêm Ông ấy đã gọi anh bằng cậu Tức là tốt lắm rồi Phan Chiêm vươn vai hít bầu không khí trong lành của buổi sáng đầu xuân mới. Bên kia đường, vườn nhà ai đã đỏ rực hoa đào. Tuy đài P8M đã thông báo sẽ tổ chức tiếp tế ngay chuyến 2 nhưng chờ mãi không thấy tuyển ra Trong khi chờ đợi Ban chuyên án đã cho cung cấp Nhiều tin quan trọng Đặc biệt là một số tin tức hoạt động của Hải quân Nhiều số liệu Về viện trợ của Liên Xô Đang hiện đại hóa công nghệ khai thác than Và tốc độ xây dựng nhà máy điện uông bí Hầu hết Tin được hư cấu Tổng hợp qua tờ báo ở vùng mỏ Và tờ tin của quân khu 3 Để bảo đảm cho chuyên án này Có thể kéo dài Bộ chỉ đạo các chuyến tiếp tế Không bắt đoàn tùy thủ Và tổ chức tiếp nhận hàng Xong sẽ cho chúng trở về Như vậy có nghĩa rằng Bắt buộc phải để Phan Chiêm Tham gia tiếp nhận hàng Ngoài việc đưa tin đã xây dựng Được khu an toàn Ở vùng rừng Hoành bổ, Có nhiều gia đình dân tộc Thanh Y, Thành Phán Đã từng cộng tác với người Pháp Sẵn sàng phục vụ Hạ Long đã lấy được mẫu giấy Chứng minh thư mới của Hải Phòng và yêu cầu trung tâm khi cần thiết có thể cho người đến hộp thư sống ở 49F đường Hồng Bàng gần cảng để nhận. Đó là nhà của Đức, trung úy hải quân, chỉ có bà mẹ già bán nước trẻ, rất tiện liên lạc. Đức là một nhân vật có thực đã được Bộ Tư lệnh Hải quân cử phối hợp hành động giúp Công an Hồng Quả khi cần thiết. Mặc dù ban chuyên án vẫn bố trí bốn mũi thường trực ngày đêm để đón tuyển tiếp tế và đề phòng địch kết hợp tung thêm các toán biệt kích vào vùng biển Đông Bắc. Nhưng mãi đến ngày 2 tháng 5 năm 1962, bản chuyên án mới giật mình khi nhận được điện của trung tâm báo tin rằng hàng tiếp tế đã được chôn giấu ở đảo Ngôi Sao, phía đông hang đầu gỗ từ hôm 13 tháng 4. Chúng giải thích rằng hôm 12 tháng 4, tiền tiếp tế vào đến gần hang đầu gỗ thì có thấy tàu tuần tiễu nên phải vội quay ra và để đảm bảo an toàn trung tâm đã quyết định cho cất giấu và đọc ngôi sao yêu cầu hạ long và các nhân viên đến nhận hàng có hai mươi ba thùng giấy bọc ni lông bảy hộp sắt bao gồm hai điện đài loại mới nhỏ gọn dùng ác quy kèm bộ sạc quay tay và bộ sạc cắm điện hai trăm hai mươi v radio cassette hiệu toshiba máy ảnh loại nhỏ dùng phim 35 ly và loại cực nhỏ dùng phim 8 ly. Súng ngắn giảm thanh, tiểu liên bắn gấp giảm thanh, chất nổ cực mạnh hẹn giờ, lương thực thực phẩm và 45.000 đồng tiền miền Bắc gồm giấy bạc 10 đồng và 5 đồng tiền thật và giấy chứng minh thư thông hành giả. Sau khi nhận hàng, bà truyền án nhận định cần phải tăng cường tuần tra cảnh giới vùng biển, yêu cầu đặt thêm các trạm quan sát tiền tiêu túc trực ngày đêm tuy nhiên với số lượng hàng tiếp tế lớn như thế này nếu địch có tung biệt kích gián điệp ra bằng đường biển chắc chắn sẽ tìm đến các điểm liên lạc ta đã bố trí ở cầm phả hòn gai hải phòng và sẽ tìm về khu an toàn để nhận sự chỉ đạo của hạ long bộ yêu cầu bản chuyên án chuẩn bị tốt kế hoạch chống địch thẩm tra các cơ sở giả của ta đã báo và tung tin đường biển đã xuất hiện tại nhiều đơn vị hải quân. Có thể có cả trung cộng để thăm dò xem địch có thể dùng máy bay tiếp tế và tung biệt kích không. Nếu được thì nên chọn vùng dùng đông chiều và hành bồ ở các tọa độ X1 X2 X3 X4. Trung tâm không trả lời về việc sử dụng đường hàng không, nhưng hứa hẹn sẽ tiếp tục tiếp tế và cử thêm người khi điều kiện cho phép tuy không được địch thông báo trước nhưng nhờ đề cao cảnh giác nên khi có máy bay xuất hiện ở vùng rừng đèo vàng đông triều lực lượng công an bộ đội đã kịp thời bao vây nên sáu tên biệt kích vừa nhảy dù xuống đã bị bắt ngay có một tên dù mắc vào cây đập đầu vào đá chết ban truyền án cho đưa tin công khai vụ này và điện trách trung tâm tại sao không cho hạ long biết để tổ chức đón nơi an toàn hơn hiện nay không thấy tàu hải quân tuần tiễu nhiều như trước nữa yêu cầu cho tiếp tế bằng đường biển như cũ vì tình hình rất thiếu tốn để gây ảo tưởng cho địch ban chuyên án phối hợp với các cơ quan đại báo ở trung ương đưa một số tin mà hạ long đã báo cáo đồng thời tỏ ý muốn chuyển một số tài liệu quan trọng sau mấy tháng chờ đợi và thúc giục cuối cùng trung tâm báo sẽ có người đến gặp hạ long tại một hộp thư sống ở phố Hồng Bàng, Hải Phòng. Mật khẩu liên lạc là Ông có tiền lẻ đổi giúp 10 đồng. Trả lời, tôi chỉ có hai tờ 5 đồng. Đến ngày hẹn, Nguyễn Nhân, Phan Chiêm cải trang thành hai người đạp xích lô đến ngồi uống nước chè dưới gốc cây phượng vĩ ở 45F phố Hồng Bàng. Theo hướng dẫn của P8M, thì vị khách là một thủy thủ tàu Ba Lan đang bốc hàng tại cảng Hải Phòng mặc áo caro màu đỏ đen đội mũ kepi sẽ đi qua quán nước và huyết sáu vào lúc 20 giờ đến 20 giờ 30 nhưng chờ đến 21 giờ vẫn không thấy nhân và phan chiêm đang định rút lui thì bỗng nghe tiếng huyết sáu ở đầu ngã tư ngước mắt ra thấy đúng là gã mặc áo caro nhưng không đội mũ đang rất thẻo đi về phía cảng đó là ám hiệu bị theo dõi nên anh ta đành phải bỏ cuộc gặp gỡ này Hình như công an Hải Phòng Đã phát hiện được điều gì đó đáng ngờ Ở gã tùy tụ này Nên họ cho người giám sát hắn Đó cũng là một tín hiệu đáng mừng Về sự cảnh giác của mọi địa phương Nhưng trung tâm địch không chịu bó tay Đài P8M lại thông báo Sẽ cử người đến Vào tháng sau Trên một tàu Panama Vào ăn than tại cảng cửa ông Yêu cầu Hạ Long báo gấp địa điểm liên lạc và thống nhất ám hiệu mật khẩu trần tuân và nguyễn nhân vội vàng xuống cửa ông nắm kỹ thêm cảnh thủy thủ thường lên bờ như thế nào họ vào cửa hàng thủy thủ nghiên cứu kỹ thực địa và quyết định sẽ cho nhận ám hiệu ở ba rượu rồi đưa nhau lên đền thờ trần quốc tạng thắp hương và sẽ trao đổi ở phía sau lăng mộ nhưng khi nghe báo cáo lại Nguyễn Hoàng Lê bác bỏ ngay phương án đưa lên đền vì rất có thể hôm ấy sẽ có đông người đến lễ và việc tiếp xúc với người nước ngoài ở chỗ đông người là không tiện. Ông đề ra một phương án khá táo bạo cứ cho Nguyễn Nhân và Phan Chiêm ngang nhiên vào cửa hàng tùy thủ coi như đang tán tỉnh các cô gái bán hàng sau đó mua rượu sang một phòng nhỏ bên cạnh uống. Vờ say kéo người cần liên lạc và cùng uống có thể mượn phòng của ông cửa hàng trưởng và dùng hai phòng bên cạnh giám sát nguyễn hoàng lê phân tích bọn địch không chỉ cần tài liệu mà còn muốn tận mắt kiểm tra phan chiêm đang sống thế nào có thực sự tự do không ta cho gặp ở đây trong tư thế đàng hoàng càng đề cao vai trò của hạ long quả là thủ trưởng rất sáng suốt và táo bạo trần tuấn vỗ đùi hớn hở đứng lên nhưng ta có cần thêm tài liệu gì nữa không ạ? À? có đấy. nguyễn hoàng lê dừng lại suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. buổi cuộc gặp công phu như thế này không thể đem vài tờ giấy lộn xộn cho trung tâm. hơn nữa nó sẽ rất có ý nghĩa thúc giục địch cho tiếp tế thêm. vì vậy các cậu nên quan hệ với tổng công ty than xin một ít bản đồ khai thác in ánh sáng có chữ nga. Loại ấy các chuyên gia Liên Xô đều có Cũng chẳng bí mật gì Đồng thời xin hải quân Một số ảnh chụp vài con tàu tuần tiễu ụ sửa tàu Các ảnh chiến sĩ đang lau trồi súng đạn Và nếu có thể Xin một hải đồ vùng biển Hạ Long Từ thời Pháp Nhưng thay vào bằng chữ Nga, chữ tàu Và chuẩn bị thật công phu Mới thu được kết quả Anh Nguyễn Tình sẽ kiểm tra đấy thời thực dân pháp chiếm đóng thị trấn cửa ông được gọi là cẩm phả bến với hệ thống sàng tuyển bốc rót than hệ thống đường sắt nối liền các mỏ và là bến cảng trung chuyển lớn nhất đất mỏ từ ngày giải phóng cửa ông đã được đầu tư xây dựng thêm trang bị hiện đại với sự ra đời của xí nghiệp bến cửa ông và nhiều đơn vị khác thị trấn cửa ông chỉ có chừng một vạn dân nhưng có vị trí quan trọng nối liền khu mỏ với vùng biên giới, hải đảo và là nơi thường xuyên tiếp xúc, giao lưu với tàu quốc tế và ăn than. Năm 1960, sản lượng than sạch của cảng cửa ông đã vượt qua con số 1 triệu tấn, là sản lượng cao nhất của toàn công ty than đá Bắc Kỳ, thời thịnh vượng của tư bản Pháp. Cửa ông có nhiều dãy phố nhỏ, có người Hoa sinh sống. Dân phố chính ở đây hầu hết là thương nhân và nhân viên Biên chức của người Pháp Tình hình an ninh chính ở cửa ông Trong những năm đầu Được giải phóng luôn phức tạp Phòng bảo vệ chính trị Thường xuyên có một tổ công tác đặc biệt Nằm tại cửa ông Nhờ sự phối hợp tuyên truyền giáo dục sâu rộng Trong công nhân sĩ nghiệp Cục cố chính quyền thị trấn Xây dựng mạng lưới bảo vệ đường phố Từ năm 1960 Phong trào bảo vệ trị an Của cửa ông đã có nhiều tiến bộ đầu năm 1961, Trần Tuân, Nguyễn Nhân đã phối hợp với lực lượng công an Hải Ninh khám phá tổ chức phản động của bọn quốc dân đảng liên kết với bọn phỉ Giang Bình Trung Quốc hoạt động từ Móng Cái đến Hải Phòng do tên Tăng Sù Rắn cầm đầu. Rắn đã lôi kéo được Lý Vĩnh Sùng, lính gác của Sở Mật Tám trước đây và một số công nhân bất mãn lấy nhà ôn Hải Châu ở cửa ông làm nơi chứa chấp liên lạc với bọn biệt kích ở Hải Ninh do tên lỵ sĩ trương chỉ huy bọn chúng đã tổ chức xuyên tạc các chủ trương chính sách nói xấu chế độ tin đồn nhảm gây hoang mang trong nhân dân xúi dục công nhân bỏ việc ăn cắp các bộ phận quan trọng trong dây chuyển sản xuất xúi dục người đi nam sau khi công an hồng quảng bắt tăng sủi rắn và các đối tượng trong chuyên án z một một sáu tình hình an ninh ở cửa ông đã tốt lên công nhân phấn khởi thi đua đẩy mạnh sản xuất nhịp sống của thị trấn sôi động người đi viếng đền trần quốc tạng ngày càng đông dẫu vậy trần tuân và nguyễn nhân vẫn phải dành thời gian nắm lại tình hình ở cửa ông nhất là ở khu vực đền và cửa hàng thủy thủ để chuẩn bị cho cuộc gặp ở trung tâm trên con tàu panama mà theo dự đoán của tứ trưởng nguyễn tỉnh thì có thể con tàu này đã rót hàng ở cảng sài gòn hoặc Đà Nẵng và trên đường về sẽ trở thuê than cho một nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng rất có thể nó sẽ dừng lại ở Hồng Kông. Theo quy ước, Nguyễn Nhân Phan Chiêm đóng vai thủy thủ một tàu Trung Quốc, mặc áo tôn trung sơn dạ đen đến cửa hàng thủy thủ từ 19 giờ. Phan Chiêm đeo kính trắng gọng vàng, đội mũ lưỡi chai đen, quay ngược là có an ninh. Người của trung tâm sẽ đến sau vài phút. mặc áo mang tô màu trắng, đi giày trắng, vẻ áo bên phải, cài một bông hoa màu vàng, chứ không phải bên trái. Mật khẩu. Ngài từ đâu đến? Trả lời đại dương. Hỏi và đáp đều bằng tiếng pháp. Đúng 19 giờ 10 phút, một tốt tùy tù của tàu Panama kéo vào. Có cả người da đen. Họ, họ cười nói oang oang. Nguyễn Nhân, Phan Triệm im lặng quan sát từng người. Hầu hết bọn họ đều mặc áo dệt kim mọc, chân đi giày đen. Vừa vào cửa hàng là gọi rượu uống. Với niềm vui sau một cuộc đỏ đen nào đó ở trên tàu, họ không chú ý đến bất kỳ ai trong cửa hàng. 15 phút nữa trôi qua, Phan Chiêm nhìn đồng hồ rồi thì thầm với Nguyễn Nhân đang chăm chú quan sát đám tùy thủ. Không phải bọn này đâu. Nguyễn Nhân gật đầu, tớp một ngụm rượu sự thất vọng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt anh. Dẫu vậy, vẫn phải kiên trì, ngồi nhấm nháp cho đến lúc nào cửa hàng nghỉ bán. Đó là lệnh của giám đốc Nguyễn Hoàng Lê. Gió từ bệnh bái tử long thổi vào, mắt rượi, khiến cho Nguyễn Nhân cảm thấy buồn ngủ. Mấy hôm nay vợ anh bị động tai, phải nằm ở bệnh viện. Ngày bận rộn công việc, đêm tức chăm vợ và tu dọn nhà cửa nên thiếu ngủ, mắt thâm quầng nhưng anh rất vui luôn mơ đến đứa con đầu lòng ra đời sẽ làm mẹ anh quây khỏa tuổi già vừa tiêu tiêu thì phan trên đập mạnh vào vai khiến nguyễn nhân giật mình rụi mắt từ ngoài cửa một người đàn ông cao lớn mặc com lê màu hạt rẻ tóc quăn da trắng hồng đang bước vào cùng với một phụ nữ mảnh mai tóc trải uốn kỹ cầu kỳ khoác mang tô san màu trắng chân đi đôi giày cao gót cũng màu trắng Họ ôm nhau rất âu yếm Phan Chiêm bàng hoàng, sửng sốt Chố mắt theo dõi, người đàn bà bước vào Dù chưa kịp nhận ra Bông hoa màu vàng trên vẻ áo bên phải Dù người đàn bà ấy Không có mái tóc dài, mịn màng Và gương mặt đã chát son phấn lè loẹt Thì vóc dáng của Diễm Ly Vẫn không thể lẫn vào đâu Bề tám mở đấy Phan Chiêm thì thầm vào tai Nguyễn Nhân Ai? Nguyễn Nhân hỏi cảm thấy mình cũng đang lúng túng với người đàn bà kia thì làm sao mà tán tỉnh bằng rượu được diễm ly phan chiến đáp và chợt nghĩ cô ấy đã lấy chồng hay chỉ là đóng kịch trong vài ngày xây quá rất kỳ công nhưng cuộc đấu trí của họ đã rơi vào một trận đồ bát quái thật tốn kém mà họ vẫn phải đâm lao hình như cô ta hỏi mua dăm bông hay ba tê mà không có đấy nguyễn nhân nói nhưng có đúng là người ta cần gặp không cần phải xem bông hoa và kiểm tra mật khẩu nữa chứ đừng vội đúng trăm phần trăm rồi không phải kiểm tra đâu chắc chắn đó là diễm ly người phụ nữ hỏi mua đồ hộp mua hàng mỹ phẩm bằng tiếng pháp rất chuẩn cô bán hàng cứ lắc đầu lia lia với bản lĩnh biết xử lý nhanh các tình huống nguyễn nhân chú ý lắng nghe rồi kéo phan chiêm đứng lên tay cầm chai rượu ngật ngưỡng đi tới quầy hàng anh cảm thấy tự tin khi đã giải quyết một cách phù hợp anh cúi đầu chào người đàn ông mặc com lê màu hạt rẻ rồi nghiêng người về phía người đàn bà quắc mang tô san màu trắng nói bằng tiếng pháp xin lỗi bà cần mua gì anh bạn tôi đây sẽ giúp diễm ly hơi lùi người lại sợ hãi nép vào người đàn ông cào lớn nàng nhàn miệng cười khi phan chiêm cất tiếng hỏi ông bà từ đâu tới đại dương vừa trả lời bằng tiếng pháp diễm ly vừa sửa lại vẻ áo để cho bông hoa màu vàng lóe dưới ánh đèn nệ ông bà cần mua những gì phan chiêm phát âm tiếng pháp rất rảnh rọt ồ oh, có gì nhiều đâu một ít đồ hộp một ít son phấn thôi tôi rất vui lòng nếu được giúp bà xin mời bà phan chiêm vung tay như một diễn viên đóng kịch vài bá tước diễm ly nói gì đó với người đàn ông rồi rảo bước theo phan chiêm Nguyễn nhân đã nhanh chóng rót đầy ly rượu trao cho người đàn ông mặc com lê màu hạt rẻ có lẽ ông này là thuyền trưởng hay thuyền phó của tàu panama đã tự hiểu vai trò của mình nên tươi cười uống cạn ly rượu từ căn phòng của ông cửa hàng trưởng trần tuân nhìn qua kẽ hở cánh cửa hài lòng về diễn biến của cuộc gặp cửa anh vội xoay người Dán mắt vào kẽ hở Của bức vách gỗ ngăn đôi căn phòng Khi Phan Chiêm mở cửa Mở diễm đi vào Đang quan sát căn phòng Với vẻ nghi ngại Ở đây Yên tâm Phan Chiêm cười và nói to Đây là phòng tôi đã thuê Và đẹp quá Trông bà như một ký giả phương Tây Ông cũng vậy Trông ông cứ như lãnh tụ của Trung Cộng Có điều ông đội mũ lộn ngược Thật khôi hài ý tôi thích khác người và nhờ thế mà tình cờ tôi chuẩn bị sẵn sàng những thứ bà cần đấy và chiêm mở ngăn kéo và trao nhanh cho diễm ly tập tài liệu diễm ly cũng móc ở túi áo mang tô ra một gói nhỏ trao cho phan chiêm và nói nhỏ đây là 6.000 tiền miền bắc rồi lại nói to bằng tiếng pháp rất cảm ơn sự chú đáo và lòng tốt của ông diễm ly vội dắt tập tài liệu và cặp váy mỉm cười nhìn Phan Chiêm nàng tiến lại bất ngờ hôn vào má anh và lại thì thầm cảm ơn anh đã gặp ba tôi xin anh chuyển giúp món quà này đến ông nàng móc ở túi áo khoác một chiếc hộp đồng hồ Mavado từ nay trung tâm gửi tiền để các anh mua lương thực thực phẩm chỉ tiếp tế những thứ không thể mua lương của anh đã gửi một tháng cho ông cậu nha trang còn lại chúng tôi đã chuyển vào nhà băng tên anh nếu anh tin cậy tôi sẽ quản lý giúp phan chiêm cứ gật đầu lia lịa tay xoa xoa má bởi vết son ở cặp môi diễm ly còn để lại dấu vết người anh nóng bừng tim như muốn nhảy ra lồng ngực diễm ly nói trong hơi thở anh phán chị ngọc gửi lời hỏi thăm và chúc mừng anh cô ngọc đã lấy chồng chưa phan chiêm khó nhọc hỏi rồi diễm ly đáp người thế nào anh biết rõ đấy Miller lơ mi phan chiêm tảng tốt nhắc lại đẹp đôi quá phải không anh diễm ly dướn mắt tăm dò đòn tâm lý của mình vâng thế còn diễm ly phan chiêm lại sờ tay lên má mình hỏi em thích những con người dám phiêu lưu mạo hiểm dũng cảm nhưng hiền lành như anh nàng hạ giọng những chữ cuối cùng như những cô gái Huế đọc thơ. Không thể tin vào câu nói rất nhanh, rất nhẹ và ngọt ngào của Diễm Ly. Nhưng Phan Chiêm thấy cặp mắt của Diễm Ly lòng lành, toát lên sự khao khát, có vẻ chân thực, khiến anh cũng ngạc nhiên. Bồi hồi và chút hổ thẹn. Tôi là kẻ xấu số, hèn hạ, chứ đâu được như Diễm Ly. Anh quá khiêm tốn, mong sao ta lại có dịp sống gần nhau nghe tiếng tờ dài não nề của Phan Chiêm, Trần Tuân khẽ động tay vào bàn như muốn cảnh cáo anh ta. Gì thế nhỉ? Chắc là chuột đấy. Phan Chiêm nói to. Nếu bà không cần gì nữa, thì ta trở lại quầy rượu thôi. Cuộc chia tay có phần biện dịn bởi chiếc hôn thứ hai của Diễm Ly đã đặt nhẹ lên môi của Phan Chiêm. Trần Tuân nghĩ. Chẳng biết là say mê chất người anh hùng của Phan Chiêm hay say mê quản tiền lương 5.000 đồng một tháng Của chàng đang được nàng gửi vào nhà băng Đã mấy năm rồi Và sẽ còn lâu dài nữa Gần đây Trần Tuân không còn nghi ngờ gì nhiều ở Phan Chiêm nữa Nhưng rõ ràng Nếu cho anh ta tự do sống với cô ả này suốt đêm Thì điều mà anh ta tự nhận là xấu hổ Là hẹn nhát Sẽ dễ dàng bị cô ả khám phá Tuân nhớ lại tuần trước anh ta phải ra tay với mấy cô Việt kiều xinh đẹp khi họ trốn lên một tàu nước ngoài, mong tìm đường trở về Tân Đảo. Họ yêu nước thật đấy, nhớ quê hương thật, nhưng về nước có vài ba tháng đã không chịu nổi gian khổ, thiếu tốn. Thế là họ nhẹ dạ, nghe theo lời ngon ngọt của mấy tay cò mồi. Chút nữa thành đồ chơi cho hàng chục thủy thủ. Anh đang suy nghĩ miên man, thì Nguyễn Hoàng Lê bước vào ông cũng đã theo dõi cuộc gặp gỡ này từ một phòng bên cạnh. ông nói như khẳng định. vậy là chúng ta có thể yên tâm tiếp tục phát triển của đồng trí dài rồi. anh có tin là họ yêu nhau không? trần tuân hỏi. tin chứ sao lại không? nguyễn hoàng lê cười. thế cậu đã bao giờ nghe chuyện một cô gái thái ở trên rừng mê một anh lính ở hải đảo chỉ qua những bức thư của anh mình kể nghe người bạn tiểu đội trường chưa? toàn chuyện lãng mạn của nhà văn tưởng tượng ra thôi. Chẳng có sức tưởng tượng nào phong phú hơn cuộc sống thực đâu. Để rồi xem, biết đâu chính vì ảnh hưởng của ông bố mà Diễm Ly đã thực lòng quý mến Phan Chiêm và đã góp phần làm cho Đỗ Bá phán tin hơn vào Hạ Long. Giám đốc Lê kéo Trần Tuân đứng lên. Thôi, ta kiếm cái gì ăn đã. Mình đói rồi. Buổi chiều nay cứ thấp tỏ, không nuốt được. Sự lạc quan của Nguyễn Hoàng Lê là có cơ sở Bởi ngay sau cuộc gặp gỡ của Phan Chiêm với Diễm Ly Trung tâm đã cho tiếp tế lại bằng đường biển Theo phương thức cũ Công an Hồng Quảng bố trí theo dõi Cho chúng cất giấu đồ tiếp tế và bình yên trở về Buồn cười là phải dẹp bớt tàu thuyền Từ vùng đầu đá, đầu gỗ đến đảo ngôi sao Để tránh sự va chạm không cần thiết Nhưng ra đến gần đảo Long Châu Tuyển tiếp tế trở về bị công an Hải Phòng chặn bắt bắn đuổi theo, làm hai thủy thủ đã bị thương. Cũng may, tuyển chúng có trang bị máy tốc độ cao hơn cano của công an Hải Phòng nên đã thoát chết. Nhưng từ đầu tháng 11 năm 1963, tổng đài P8M hoàn toàn im tiếng. Những ngày này Hạ Long cứ liên tục phát tín hiệu xin liên lạc vô hiệu. Thứ trưởng Nguyễn Tình nhận định. Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu có thể đã bị giết chết trong một cuộc đảo chính vào ngày mùng 1 tháng 11. Trần Kim Tuyến, Đỗ Bá Phán đều có thể bị bắt. Chính trường Sài Gòn đang rối ren. Trung tâm tình báo địch chưa có người lãnh đạo. Hạ Long tạm thời bị bỏ rơi là điều dễ hiểu. Đang lúc buồn chán, Trần Tuân, Nguyễn Nhân thấy giám đốc Nguyễn Hoàng Lê được cử ra nước ngoài tu nghiệp thì cũng muốn xin đi học. Phan Chiêm nghĩ vai kịch của mình đã kết thúc Lấy làm mừng Sắp được trở lại với cuộc sống đời thường Dù là một người nông dân ở quê nhà Nhưng đầu năm 1964 Đột nhiên Đài P8M phát sóng trở lại Họ báo lấy giờ liên lạc Của tháng 12 năm 1963 Thay vào lịch liên lạc Vào tháng 1 năm 1964 Cứ thế tính lùi lại Theo OPT Của năm 1963 cho các tháng tiếp theo của năm 1964 Chẳng biết độ bá phán Có còn chỉ huy nhóm này nữa không Nhưng đài P8M Vẫn đều đều Cất cái giọng huế nhẹ nhàng của Diễm Ly Yêu cầu tiếp tục cung cấp tin tức Ngoài những tin hoạt động quân sự Công nông nghiệp Tổng bộ yêu cầu Phản ánh dư luận dân chúng miền Bắc Về cuộc đảo chính lật đổ gia đình họ ngô Và thái độ của họ Đối với hội đồng quân nhân cách mạng Rồi hội đồng quân lực Ủy ban hành pháp Do trung tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch Sau đó là tướng Nguyễn Khánh Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ Lần lượt lên lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa Thực ra thì suốt 2 năm 1964-1965 Các phe phái Các tướng lĩnh ở Sài Gòn Liên tục gầm ghẻ, cắn xé Tranh giành quyền lực cơ quan an ninh của Việt Nam Cộng hòa gần như không có người điều hành tổ chức tình báo. Họ tập trung thanh trừng nhau, rình rập, hất cẳng nhau để cứu vãn sự sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa. Từ ngày Ngô Đình Diệm bị giết chết, Hoa Kỳ đã thực sự điều hành cuộc chiến ở Việt Nam và nắm toàn bộ mạng lưới tình báo. Họ nhanh chóng cử các nhóm chuyên viên xây dựng hệ thống nhân viên, cộng tác viên của CIA ở tất cả các tỉnh miền Nam đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo gián điệp biệt kích để tung ra Bắc. Từ đầu năm 1964, nhóm Hạ Long được người Mỹ coi là động mạch chính. Không chỉ vì Hạ Long hoạt động có hiệu quả, mà còn vì vị trí Hải Phòng Quảng Ninh với vùng biển rộng lớn, với khu công nghiệp than và cảng chính của miền Bắc đã được Lầu Năm Góc chọn là mục tiêu tấn công hàng đầu. Sau khi Tổng thống Mỹ Kennedy bị ám sát, phó tổng thống johnson lên thay hoa kỳ đã quyết định nhúng sâu vào cuộc chiến tranh ở việt nam họ vừa ồ ạt đưa quân vào miền nam vừa điều động tổng lực không quân để miền bắc việt nam trở về thời kỳ đổ đá sự kiện vịnh bắc bộ và kịch bản vụ về của hoa kỳ nhằm hợp pháp hóa việc ném bom miền bắc nhưng ngay từ giờ phút đầu tiên của cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân mỹ đã phải nếm đòn thất bại cay đắng chiến thắng ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964, quân dân miền Bắc bắn rơi năm máy bay Mỹ bắt sống tên giặc lái Averett ngay trên vịnh Hạ Long đã làm cho cả thế giới bàng hoàng kính phục. Ngay trong phiên liên lạc ngày mùng 6 tháng 8, Hạ Long nhận được lệnh điều tra các thiết bị do máy bay Mỹ ném bom vào cảng than và quân cảng Hòn Gai. Điều tra diễn biến tư tưởng của nhân dân về việc Mỹ ném bom miền Bắc và điều tra những điểm máy bay bị bắn rơi. sau khi xin ý kiến của cấp trên, ban truyền án báo cáo trung tâm biết tin chi tiết về việc bắt sống tên trung úy giặc lái Alvarez trước khi báo chí trung ương công bố ảnh tên này. trong phiên liên lạc phụ của trưa ngay hôm đó, trung tâm yêu cầu Hạ Long bằng mọi biện pháp tiếp cận Alvarez và xây dựng phương án giải cứu với sự chi viện tối đa của trực tăng và tàu chiến từ Hạm đội 7 vào vịnh Hạ Long. Trần Tuân và Nguyễn Nhân rất thích thú ngồi vẽ ra kế hoạch dùng tên giặc lái Mỹ như trực thăng tàu chiến địch vào vịnh Hạ Long để tiêu diệt. Đó là một trận đánh đầy hấp dẫn, nhưng nhận thấy việc bố trí để tiêu diệt bọn giải cứu với công Mỹ sẽ rất nguy hiểm, phức tạp và để đảm bảo an toàn tính mạng cho tên giặc lái đầu tiên bị bắt sống trước báo chí thế giới. Cấp trên đã chuyển cho Amberett về Hà Nội ngay trong đêm hôm đó. Cũng từ năm 1964, thực hiện nghị quyết của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 2, khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh được sát nhập, tỉnh mới được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên là Quảng Ninh, nghĩa là miền đất rộng lớn, an bình. Do phải lo việc hợp nhất tỉnh, bàn chuyển án Hạ Long, gặp nhiều trở ngại. Phan Chiêm và nhóm công tác phải sơ tán xuống chân đèo bụt thuộc xã Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả cùng với một bộ phận của lán 14. Ở đây tuy yên tĩnh, có nhiều hang đá có thể đảm bảo an toàn khi máy bay địch oanh tạc, nhưng điều kiện ăn ở sinh hoạt hết sức khó khăn. Chế độ trợ cấp cho Phan Chiêm cũng bị cắt giảm. Mặc dù Trần Tuân và Nguyễn Nhân đã nhiều lần để đặt ý kiến với cấp trên, người ta đổ lỗi cho chiến tranh phá hoại mở rộng, mọi chi phí đều phải hết sức tiết kiệm. Ngay đến xăng dùng cho chiếc mô tô ba bánh cũng không đủ chạy vì mỗi phiên liên lạc phải đi Hà Nội xin chữ ký phê duyệt của tù trưởng Nguyễn Tình rồi còn phải chờ cả nhóm đến địa điểm xe đã quá cũ ăn rất nhiều xăng cũng may Trần Tuân và Nguyễn Nhân luôn được các mỏ than giúp đỡ thêm Các bạn vừa nghe xong phần 9 tiểu thuyết phản rắn của tác giả Võ Khắc Nghiêm Cuộc đấu trí 12 năm Chuyện tình báo Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình 20 giờ tối hàng ngày ở trên kênh